thành hai đội ở khu vực màu đỏ, đó là DCL-TNT Công Lai Đàm Công Nghiệp Hà Nội. Vâng, xin chào Nguyễn Hữu Tuấn, xin chào Lê Đức Thuận, những cổ động viên của Đại học Công nghiệp Hà Nội. Xin chào những người anh em đến từ Nhổn. Vâng, đây hứa hẹn sẽ là một trận thi đấu vô cùng khốc liệt. Cả hai đội đều có những con robot trông qua về mặt kết cấu rất chắc chắn. Phần thiện của họ sẽ là như thế nào? Đây là những chú robot có khả năng vận hành và ghi điểm rất hiệu quả. Tôi rất kỳ vọng là sẽ được nhìn thấy những pha ghi điểm mãn nhãn liên tục đến từ phía cả hai bên. Những phần thử sân vô cùng ấn tượng đến từ Unity 102. Họ đã có những pha bắn vòng rất chính xác. Một phút hiệu chỉnh đã hết. 3 phút tới đây hứa hẹn sẽ hết sức khốc liệt. Chúng ta hãy chờ hiệu lệnh từ trọng tài để bắt đầu trận đấu. Các bạn thí sinh đang hết sức tập trung. 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Robot thỏ của DCNDT02 đang rất nhanh. Họ đã tiếp cận khu vực cầu, đi lên vùng trung tâm. Mười điểm đầu tiên cho DCNDT02. Robot voi của họ đã 10 điểm cho Unity 102. Cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Liên tục có những điểm số và Đại học Công nghiệp Hà Nội đang dẫn trước. Liên tục là những điểm số cho DCNDT02. Unity đang lật kèo, họ đã có chiếc vòng đè lên chiếc vòng của đội đỏ. Lúc này Unity đang có ưu thế. Họ còn 2 chiếc cột xa để có thể giành được chiến thắng chay âu. Đội đỏ đang tìm cách đè lại vòng ở cột cao nhất. Vâng! Hết sức ấn tượng. Vâng! Đây là một trận đấu cực kỳ căng thẳng. Một trận thi đấu tuyệt vời. Một trận thi đấu tuyệt vời. Nức lòng người hâm mộ. Unity 102 thi đấu nức lòng người hâm mộ. Vâng. Đề thi năm nay hay, rất hay. Những pha thi đấu khiến cho những pha cản phá
có thể coi là những pha cản phá, họ bắn vòng đè lên nhau và chiếc vòng ở trên mới giành được điểm. Tuyệt vời. Một trận thi đấu tuyệt vời. Unity 102 thi đấu nức lòng người hâm mộ. Đã có những lúc mà DCN, DT02 vượt lên, tuy nhiên họ bình tĩnh. Họ bình tĩnh khắc phục những chiếc vòng họ đã bắn đè lên, để rồi họ giành được chiến thắng JO một cách vô cùng thuyết phục. Một trận thi đấu phải nói là quá hay nhất của buổi chiều ngày hôm nay cho đến lúc này. Ở 3 trận thi đấu trước không có nhiều điểm số, nhưng hai đội Unity thi đấu ở 2 trận thi đấu thứ 4 và thứ 5 vừa rồi đều giành được chiến thắng JO. Đại học Công nghiệp Hà Nội thi đấu quá hay. Trong buổi chiều ngày hôm nay, hai đội của Đại học Công nghiệp thi đấu quá hay. Xin chúc mừng 500 anh em đến từ Nhổn. DT02 của Đại học Công nghiệp Hà Nội. Xin lỗi, Đại học đội Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, tôi xin lỗi. Unity, vì tôi quá phấn khích mà tôi đọc nhầm tên. Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp thi đấu quá mạnh. JO ở 2 phút 16 giây. Xin cảm ơn ban giám khảo.